Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em muốn thử test hai máy hút chân không, hai mẫu bên em bán để gửi tới anh em hình ảnh video thực tế của khi cắm điện và sử dụng sức hút sức lén như thế nào. Một mẫu bên em gửi đến đây là mẫu thân vuông, một mẫu thân tròn của hai hãng sản xuất khác nhau, nhưng công dụng và chức năng đều như nhau. Với cái mẫu bên thân vuông này thì năm 2021 nhà sản xuất đã thiết kế thêm một cái tụ điện để bảo vệ ổn áp điện bên này. Cái đầu của nó vẫn như năm ngoái là đầu hút và đầu lén. Đây là cái điểm chúng ta châm dầu vào khi mà cái dầu trong máy nó hết. Đây là cái điểm báo dầu của nó nha anh em nhé. Với cái bên này thì là đổ dầu ở phía trên, nhưng mà cái máy này thì nó lại là đổ dầu ở phía dưới, cho dầu vào và xả bỏ dầu ra là phía dưới. Hai bên nó đều thiết kế một cái mắt kính để chúng ta kiểm tra dầu. Khi sử dụng một thời gian thì anh em nhớ kiểm tra nhé, không được để nó cạn kiệt quá là nó cũng sẽ rất dễ nhanh hỏng. Hai cái máy này hiện tại bên em đều sử dụng đến nay là 3 năm, vẫn còn đang chạy tốt tại gara ô tô BMT luôn. Em sẽ cùng bật lên để cho anh em cùng xem. Đây này, cái tay điện để xoay chiều này đây anh em nhìn này. Đây là cái đầu lén này, đây ạ. Đây là đầu lén đó, và đây là đầu hút ạ, anh em nhìn đó, đây là đầu hút rồi. Đây, trông hình thức của nó khá là nhỏ gọn, nó không bị cồng kềnh như cái điều hòa lốc điều hòa tủ lạnh. Và rất là nhiều anh em có thắc mắc là cái sản phẩm mà bên em bán thì có phải bên trong nó được thiết kế từ cái lốc lén gia đình không, thì em nói luôn là hoàn toàn không phải anh em nhé. Nó là một cái động cơ. Trong một cái video gần nhất em sẽ bổ một cái dạ ra để cho anh em xem. Tiếp đến là sang mẫu thân tròn này, em cũng sẽ thử cho anh em xem. Cái này thì nó thêm một bộ bánh xe anh em này, khi mình lắp lên và có thể kéo đi kéo lại sử dụng vô tư. Đây, chờ em một chút. Đây là cái người ta bảo quản. Đó, chờ em chút nhá. Rồi, đây anh em cùng xem này. Chờ em chút em cắm cái đây là em đang cái máy nùn nhá, máy tròn đấy. Đây em chưa hề bật điện nhá, đây là công tắc của nó này. Đây em nhìn này. Đấy nhá, đầu đẩy đây, đầu hút đây. Đây anh em nhìn thấy chưa, đầu đẩy, đầu hút. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Ở trong video vừa rồi thì em có giới thiệu qua cái hình ảnh video thực tế test trực tiếp cắm điện cho anh em về máy hút chân không. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào.